Hello, xin chào các bạn quay lại channel Why Dick On. Trạng thái mạnh nhất của Commodore DK không phải là Commodore DK Complete 21, mà đó chính là Violent Emotion, form với sức mạnh vô cùng khủng khiếp chỉ xuất hiện đúng một lần trong movie Tyson World VW. Form này mạnh như thế nào? Chúng ta cùng phân tích với mình qua clip lần này về Commodore DK Violent Emotion form. Không dài dòng nữa, bắt đầu clip nào. Clip lần này chúng ta sẽ nói về kẻ hủy diệt thế giới với form được coi là mạnh nhất của DK. DK Violent Emotion. Trước tiên chúng ta sẽ nói về sơ lược Commodore DK. Commodore DK là bộ series kỷ niệm 9 Commodore tiền nhiệm. Commodore DK nói về kẻ hủy diệt thế giới Kaduya Tsukasa, người sẽ có nhiệm vụ đi qua thế giới khác nhau để thu thập sức mạnh của bản thân mình. Ta luôn mang cho mình danh nghĩa là kẻ hủy diệt thế giới. Đoạn đầu phim chúng ta vẫn không thể nào hiểu được tại sao Commodore DK lại mang danh kẻ hủy diệt thế giới chỉ với một giấc mơ ban đầu phim của Natsumi, nhân vật nữ chính của bộ phim, báo hiệu DK sẽ là kẻ hủy diệt thế giới, nhưng mà trên hình anh ta luôn giúp đỡ những Rider ở những thế giới anh ta đi qua. Anh ấy không hề có dấu hiệu mình sẽ trở thành kẻ hủy diệt thế giới. DK đã có được toàn bộ sức mạnh của những Rider. Sau đó anh ấy được đưa tới thế giới của Nega và có được sức mạnh K-Complete, có thể sử dụng kỹ năng của tất cả những Rider ở Final Form và tạo ra một cái bóng nhân đôi sát thương khi mà anh ta sử dụng Final Attack của Rider tương ứng. Nhưng mà đó lại chưa phải là form mạnh nhất trong lòng fan hâm mộ của Commodore DK, một series được rất là nhiều fan hâm mộ Việt Nam ủng hộ do phong thái chiến đấu của DK là phong thái chiến đấu hết sức là ngầu lòi. Và chưa kể, khi mà anh ấy bộc lộ mình là kẻ hủy diệt thế giới thì anh ấy còn ngầu hơn gấp bội. Nếu mà sánh ngang về độ ngầu với Commodore DK thì thời Neo Hensei vẫn chưa có một Rider nào có thể sánh ngang được. Còn ở thời Hensei thì chỉ có một Rider, đó chính là Kaoto Tendo Soji, là có thể sánh ngang được với lại Kaduya Tsukasa. Chúng ta đến ngay với nhân vật chính của câu chuyện hôm nay, DK Violent Emotion. DK Violent Emotion không có nguồn gốc rõ ràng trong series Commodore DK. Tới hiện tại thì DK Violent Emotion chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trong series Commodore DK W Movie Tyson World năm 2010. Vừa vào tập phim chúng ta đã thấy được Kai Rider bị tấn công ở đoạn Final Attack với tốc độ cực nhanh của Commodore DK, và anh ấy dần lộ diện, anh ấy không phải là DK bình thường nữa. Chấm sáng ở trên đầu màu tím và mắt hình dạng của ác quỷ thì đấy chính là Commodore DK Violent Emotion. Nguồn gốc của Commodore DK Violent Emotion chúng ta cũng phải lờ mờ đoán ra, đó là vào đoạn trailer của tập 32 Commodore DK, khi mà anh ấy đối đầu với một nhân bản khác của mình. Rất có thể lúc này DK đã kết hợp với lại bản ngã đó của mình và trở thành trạng thái mạnh nhất của DK, DK Violent Emotion theo dự đoán của bản thân mình. Còn các bạn nghĩ Violent Emotion được tạo ra hay là hấp thụ sức mạnh từ Rider nào và để có sức mạnh to lớn như vậy, các bạn hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Nói sơ qua về phần hình dạng của DK Violent Emotion, Violent Emotion thì nó không khác gì DK ở hình dạng cơ bản, chỉ khác là đôi mắt cô ấy nhìn giống ác quỷ hơn. Chúng ta sẽ có một đường nối giữa hai đôi mắt xanh lại với nhau, và chấm ở trên đầu của DK không còn là màu vàng nữa mà chuyển hóa thành màu tím, thể hiện gương mặt của một con ác quỷ, một kẻ sẽ hủy diệt toàn bộ chính thế giới. Final Attack Rider DK. Chúng ta sẽ đến với phần sức mạnh của Commodore DK Violent Emotion. Chỉ xuất hiện trong đúng một tập movie Tyson World và chỉ xuất hiện ở 1/3 đoạn đầu, do movie được chia làm 3 phần. 1/3 đoạn đầu nói về phần cuối của DK, 1/3 giữa nói về cuộc hành trình mở đầu của hai thám tử Philip và Sotaro, và đoạn cuối nói về cuộc chiến của họ với lại tổ chức Die Joker. Vậy Violent Emotion thể hiện được những gì trong 1/3 đầu phim? Đầu tiên là trận chiến giữa DK với lại Sky Rider. Khi Sky Rider đang ở trên trời bay với tốc độ cực nhanh của mình thì bị dí theo ở đoạn Final Attack. Những lá bài xuất hiện liên tục đuổi theo Sky Rider làm nó không có đường thoát, ăn trọn đòn Rider Kick của Commodore DK làm Sky Rider rơi từ trời rơi xuống và chuyển hóa thành cạc. Sau đó DK có cuộc đối đầu với hai Rider ở mặt đất, sử dụng Clock Up để áp đảo đối phương. Kaoto cũng nhanh chóng sử dụng Clock Up, nhưng mà DK anh ấy sử dụng tấm thẻ Invisible đánh lạc hướng, làm Kaoto không hề định vị được DK ở đâu và ra đòn Rider Kick. Phân tích trận đấu đầu tiên, chúng ta thấy được hình thái sức mạnh của Violent Emotion thể hiện qua đòn Final Attack của anh ấy không giới hạn số cạc xuất hiện, làm cho đòn Attack này gần như không thể nào né được. Đây là một đòn Final Attack cực kỳ nguy hiểm, đội của Sky Rider vẫn bị trúng đòn. Dính đòn Final Attack này của DK thì chắc chắn bạn sẽ lên bảng điểm số, không có cách nào để né khỏi đòn tấn công này. Chúng ta thấy được sức mạnh của kiểu gì thế giới thật sự kinh khủng như nào.
Sau đó là đoạn anh ấy chiến đấu với lại Herider, trong đó có Kaito. Ở đây sử dụng Rockup nhưng mà TK không cần phải chuyển hóa thành hình dạng của Kaito, mà anh ấy vẫn có thể sử dụng khả năng của Kaito. TK Violent Emotion không cần chuyển hóa, vẫn có thể sử dụng được khả năng của Rider tương ứng, nghĩa là anh ấy ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Kế đến là đoạn Invisible để đánh lạc hướng Kaito và ra đoạn Final Attack kết liễu cả hai Rider cùng lực. Ở đây chúng ta thấy được rằng Kaito vẫn đang ở trạng thái clock up vì nấy chưa có thông báo clock over. Đoạn này của DK thể hiện rằng anh ấy có khả năng sử dụng clock up chung với đoạn final attack của mình và cả tấm thẻ invisible cùng một lúc, để nhiều bạn có thể không hiểu tại sao đoạn final attack của DK có thể kết liễu với header cùng lượt. Thì các bạn có thể tưởng tượng nó là đoạn tấn công với tốc độ của clock up thì chuyện kết liễu header cũng chuyện rất là đơn giản và dễ hiểu. Sau đó thì DK có một cuộc gặp gỡ với lại Josuke và chuyển hóa thành DK Violent Emotion, chiến đấu với vài tên lính quèn của Cavalier Fire. Đột nhiên một bức màn khổng lồ như thế giới xuất hiện, Cavalier G đã lao tới. Cavalier G là một Cavalier khổng lồ, do sự áp đảo về kích thước nên DK đã tìm một tòa nhà cao hơn. Ở đây anh ấy lại tiếp tục thể hiện khả năng của mình bằng sử dụng tấm thẻ Gigant tạo ra một khẩu đại bác với 4 quả tên lửa và kết liễu Cavalier G bằng chuyển hóa chiếc xe của mình thành một con robot khổng lồ, bắn một chùm tên lửa tấn công Cavalier G. Chúng ta tiếp tục phân tích trận đấu này để thấy được sức mạnh kế tiếp của Cavalier DK. Phần trước chúng ta nói rằng DK không cần chuyển hóa thành Rider tương ứng, và ở đây anh ấy sử dụng tấm thẻ Gigant. Tấm thẻ này là tấm sức mạnh của Cavalier G4. Trong series DK thì G4 cũng xuất hiện một lần, nhưng mà với tình trạng là một con chip mà rốt cuộc đã bị phá hủy trong chương của Agito. Còn trong series của Cavalier Agito thì G4 đã được chế tạo trong đoạn movie Project G4, chúng ta còn gọi là Cavalier G4. Đây là một bộ giáp của con người có sức mạnh vô cùng to lớn. Mỗi người sử dụng bộ giáp này chỉ đúng một lần thì người đó sẽ tử nạn. Ngoài những Rider cơ bản thì đấy còn sử dụng một Rider trong movie. Đây không phải là Second Rider, Third Rider, mà đây là Cavalier trong movie. Vậy nghĩa là tầm sức mạnh của TK đang bao trùm gần như tất cả mọi Rider, và mọi người đều bị người ta đánh bại đều sẽ trở thành một tấm cạc và nếu có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ. Vậy ở đây DK gần như là một nhân vật có sức mạnh vô hạn, khi mà nấy tiêu diệt càng nhiều kẻ thù thì nấy có khả năng càng lớn. Kế đến là phần đoạn nấy chuyển hóa xe thành robot. Vốn dĩ cái xe của nấy chuyển hóa thành chiếc xe của Commander Kai'Sa, xe này tên là Sai Pasha, và nó mới có khả năng chuyển hóa thành con robot và tấn công bằng một loạt tên lửa áp đảo Commander Z. Tiếp theo đó là trận chiến của Cavalier DK Violent Emotion với lại Play và Ryuki. Trận chiến này cũng thể hiện sức mạnh áp đảo của DK và anh ấy có khả năng chuyển hóa Play trở thành vũ khí của mình mà không cần sự cho phép của Play và không hề cần chạm vào người anh. Chỉ cần sử dụng tấm thẻ, Play sẽ chuyển hóa mình thành thanh gươm và dùng nó để tấn công Ryuki. Sau đó là đoạn Final Attack kết liễu Play. Đối mặt với một Rider trong số những Rider mà anh ấy đã có khả năng biến thành vũ khí, DK sẽ có lợi thế về chiến đấu khi mà chiến đấu nhiều người vì khả năng giảm bớt đối thủ của mình và chuyển hóa đối thủ thành vũ khí mà không cần sự cho phép của đối thủ. Đó là điều quan trọng nhất, cũng là thể hiện một đẳng cấp khác của DK so với lại khi mà anh sử dụng DK ở dạng cơ bản thì anh phải chạm tay vào lưng của Camerader tương ứng để chuyển hóa thành vũ khí. Và cuối cùng là trận chiến với lại Camerader Kuga Ultimate. Rider Kuga Ultimate chỉ xuất hiện đúng một lần trong series chính của anh ấy, ở tập cuối của series Camerader Kuga, và gần như không xuất hiện nữa. Và đây là form mạnh nhất của Kuga, và câu nói của DK khi đối mặt với lại form này của Kuga chính là cậu có thể ở hình dạng tối thượng, nhưng mà tôi hiện tại đã vượt qua cái tối thượng đó rồi. Có một trận đấu ngang cơ giữa Violent Emotion và hình dạng Kuga Ultimate thể hiện rằng sức mạnh của DK Violent Emotion cũng không thua kém bất kỳ Rider nào, vì có thể đánh ngang với hình thái gọi là form tối thượng nhất của Kuga. Mặc dù đây có thể chỉ là Kuga Fact, nhưng mà nếu hình dạng của DK Violent Emotion không mạnh thì nấy không thể nào đối chọi với form này, vì Josuke lúc này cũng tiêu diệt DK. Tưởng chừng bị Kuga Ultimate chuyển hóa hình dạng côn trùng lao vào chiêu tự nguy, nhưng mà DK đã may mắn thoát. DK do không muốn tiêu diệt bất kỳ Rider nào nữa nên nó để cho Kibala Cavalier được Natsumi biến hình đâm một đòn chí mạng vào thắt lưng của DK làm anh hy sinh. Đó là tất cả những sức mạnh mà Cavalier DK Violent Emotion thể hiện trong movie Cavalier DK W Movie Tyson World 210. Khoảng 1/3 đoạn phim ngắn ngủi một movie mà nấy thể hiện sức mạnh hết sức là kinh hoàng. Chúng ta cùng điểm nhanh lại những sức mạnh đó. Đầu tiên là sử dụng nhiều cạc cùng lúc như mình đã vừa nói trên, sức mạnh của Rider mà không cần chuyển hóa anh họ.
tiêu diệt Raider và tạo nên cả cái Raider đó. Mạnh của DK sẽ gần như vô hạn, sử dụng không phải chỉ Raider cơ bản mà còn sức mạnh của những Raider, hết Raider và thậm chí là Raider trong movie, chuyển hóa Raider khác thành vũ khí mà không cần sự cho phép của họ và không cần phải đụng tay vào Raider đó. Và cuối cùng là khả năng cận chiến và chiến đấu ngang ngửa với lại form Ultimate của Commodore Kuga, thể hiện sức mạnh chiến đấu cơ bản của DK cũng không phải dạng vừa. Và đòn final attack có thể ăn truy đuổi đối thủ, cho dù đối thủ có giảm cùng trời cuối đất cả những sức mạnh mà dạng mạnh nhất của Commodore DK Violent Emotion thể hiện. DK Violent Emotion hay Omazio có xứng đáng là Raider mạnh nhất trong số những Raider? Và thế các bạn nghĩ Violent Emotion và Omazio, liệu Violent Emotion có cửa nào với Omazio hay không? Hay lại một lần nữa, form này cũng sẽ thất bại trước Omazio như Complete 21? Comment và thảo luận cùng mình nha. Mình là Ride It On, hẹn gặp lại. Bye.